Thưa quý vị, sáng 8 tháng 7 năm 2022, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày 6 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 76.500 mũi vaccine COVID-19. Điều này cho thấy người dân quan tâm đến việc tiêm mũi nhắc lại sau khi biến chủng phụ BA4 và một ca BA5 của biến chủng Omicron xâm nhập. Đặc biệt có nhiều người mới bắt đầu đi tiêm mũi 1, mũi 2. Tiêm hơn 76.500 mũi vaccine COVID-19 trong một ngày là con số cao gần gấp 10 lần nếu so sánh với thời gian trước, khi ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm tiêm vaccine COVID-19. Trước ngày 13 tháng 6, trung bình mỗi ngày chỉ có 4.000 đến 8.000 lượt tiêm. Trong đó, mũi 1 chiếm 5,5%, mũi 2 chiếm 3,6%, mũi bổ sung chiếm 0,02%, mũi nhắc lại lần 1 chiếm 18,6%. Đặc biệt, số người dân đến tiêm mũi nhắc lại lần 2 chiếm tỷ lệ cao nhất là 72,3%, 55.356 người, tăng gấp 3,8 lần so với ngày trước đó là ngày 5 tháng 7, 14.720 người. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Tính đến hết ngày 6 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng khoảng 21,7 triệu mũi vaccine COVID-19, trong đó hơn 8,4 triệu mũi 1, hơn 7,5 triệu mũi 2, hơn 685.000 mũi bổ sung và hơn 4,4 triệu mũi nhắc lần 1, hơn 567.000 mũi nhắc lần 2. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cung ứng kịp thời vaccine COVID-19 cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng, đồng thời giao các bệnh viện và trung tâm y tế đảm bảo tăng cường các đội tiêm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng ngày càng tăng của người dân thành phố. Trước tình hình biến chủng phụ BA4 và BA5 xâm nhập, để tránh gia tăng ca mắc chuyển nặng, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi người dân đi tiêm mũi nhắc, tức mũi 3, mũi 4. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.